Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại Gargantuar Zombie. Đây là video mình so sánh về ba con zombie bay. Con Battlez zombie, con Disco Jetpack zombie và con Buckethead zombie. Đây là ba con zombie có thể bay được, nhưng nó có thể né được các clan. Để xem trong ba con này thì con nào sẽ là con zombie mạnh nhất. Yeah.
Thank you.
blend cuối cùng trong video này là con Primer Piercer. Đây là con blend khả năng đẩy với con zombie. Có vẻ như là không zombie nào có thể vượt qua được rồi. Ok, như vậy là so với điểm số thì con bắt zombie là con mạnh nhất trong video này. Và video mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào tất cả anh em và các video khác. Goodbye.